Công an ở Hậu Giang xuống coi vỏ máy hỏi đăng anh em. Vỏ máy 17 triệu nhưng chủ vỏ máy giờ kêu bán chốt giá 15 triệu. Rồi anh xuống coi đi. Có dàn cầu máy móc rồi đi. Dàn cầu gì là đủ cho coi dàn cầu lắm máy luôn. Không có tôi gì mua tôi dễ lắm, tôi dễ chịu lắm mà tôi được, tôi làm được thì mấy muốn mấy ông bán nhiều chứ có gì chứ. Có gì đâu anh em mà. Ngồi đó đi mẹ tôi coi. Ngồi đó với chị đi, làm với chị ạ. Ở đây là nước cái cua biển cô là kiếm đây rồi hả? Không, cua biển trong vuông chị, ngoài sông cũng có nhưng ít. Ờ vậy hả? Nước này có ốc len. Ốc len không hả? Ờ ốc len, nước lên này có ốc len. Dạng cầu tốt qua không có gãy gì trơn, vỏ gì công không gãy gì nguyên gian giải sạch lên là coi biết. Ốc giật nữa là được không? Giật thì được rồi đó. Cá một cái à. Bây giờ anh đi xuống xuống cho ông mở dây cho ông giật chạy một tăng coi. Một tăng ông thử coi. Làm ông chưa vậy em đợi cả. Tết máy thử nghe anh em. Giờ tao chạy cái chánh cũng 6 giờ, 6 giờ mấy? 6 giờ, 6 mấy, 7 giờ. Nhằm khi ghé ăn đồ luôn á là cả 7 giờ. Chạy mát. Ờ, chạy mát. Nhằm khi ghé quán hoài á. Không ghé, không, không chạy thẳng tay là mau à. Mau ghé à. Nè, 8 triệu luôn. Chưa, từ từ. 8 triệu lên ơi. Mà. Để đi vậy. Ghé lên ơi. 8 triệu lên nè. Vô. Alo. Rồi đúng rồi nè. Rồi thì có cái con cóc này là mới trả ý chỉnh cái con dịch lại giùm luôn. Rồi, chỉnh dịch để em đập lại giùm nha. Cầm cánh một à. Rồi vô đó đúng biết à. Hợp đồng là anh cứ yên tâm đi, chở em này yên tâm. Cũng chỉ gửi tiền xe thôi. Quần áo đồ ở trên. Không có đem quần áo, có dịp còn dịp xuống đây mà con còn làm ai xuống đây. Dạ. Con còn làm ai xuống đây cho anh bán đồ. Đô đồ cũng thấy vui vẻ, thấy vui vẻ chị luôn vậy. Vậy thì xuống ở chơi nào mình có bạn rồi là mình cũng đi chơi hoài chứ có gì đâu. Bị không có xuống là không có điện trước, phải điện trước thì có tiệc hoài là đi Cà Mau hoài luôn đó. Có gì mà đám tiệc gì cô gọi là tụi con đi xuống luôn à. Bác rồi cũng vậy. Mà cái ông kia chơi qua sao vậy? Trước ông anh ở trên Hậu Giang bỏ cọc vỏ nó máy này 8 triệu rồi nghe anh em. Bữa nay mình chuẩn bị đi giao. Giao tới cầu chủ trí rồi ảnh đi xe xuống đó anh nhận. Tới cầu chủ trí nghe anh em, đang đợi ông trên Hậu Giang xuống lấy vô máy. Và tới xóm 3 vỏ sách 7 của Hồ Vui. Còn bộ ổng chủ máy kêu 17 triệu nhưng mà mua xa quá, bớt 2 triệu, còn giá 15 triệu nữa nè. Để ông anh rút tiền, nhận tiền về nghe nè. Không em về đâu anh ơi. Đấy, ăn uống gì đó về chứ để nó xuống đây ăn không cho ăn uống nữa. Mẹ. Nào giờ tới chỗ anh điện em ơi. Rồi.